Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 16 tháng 8 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng khu vực Đông Bắc có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều có mưa rào rải rác, tối và đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, có mưa, chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.